Chào quý cô chú, anh chị và các bạn yêu ái trên khắp cả nước, mình là Firo. Thì hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn một mặt hoa vàng đỏ được mang tên là vàng đỏ A Bí. Cây vàng đỏ A Bí này cũng đang nở với khoảng 7-8 hoa thôi. Cây nó còn tơ nên ra hoa cũng ít, nên mình chỉ quay giới thiệu mặt hoa cho các bạn cùng tham khảo và chiêm ngưỡng thôi nha. Thì mặt hoa vàng đỏ A Bí này mình cảm thấy nó thuộc dạng tầm trung thôi, hoa thì không được to cho lắm. Về phần cánh hoa thì sau khi nở căng thì hoa nó hơi xoăn lại ở đầu mỗi cánh nha các bạn. Về mặt hoa vàng đỏ A Bí này thì mình cảm thấy cái lưỡi khá đặc biệt nha các bạn. Thì cái lưỡi nó có một vạch chớp màu tím, nó đặc trưng và hơi khác so với các dòng vàng đỏ còn lại. Đặc biệt là dòng vàng đỏ A Bí này màu sắc rất là tươi nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy là cái màu đỏ nó rất là nổi bật và tươi trên cái nền vàng. Thì vàng đỏ A Bí là một mặt hoa vàng đỏ chất nghịch và nở phun vòi nghịch nha các bạn. Rồi sau đây mình xin mời các bạn cùng ngắm nhìn cái mặt hoa vàng đỏ A Bí này nha. Thì vườn cũng đang có một số mặt hoa đang chuẩn bị nở, thì mình cũng sẽ cố gắng để quay thêm và giới thiệu cho các bạn yêu thích hoa lan cùng ngắm nhìn. Đây là cây vàng đỏ ánh dương nha các bạn, thì đang chỉ có 2 nụ thôi. Cây hơi nhỏ nên số lượng nụ cũng hơi ít. Còn đây là cây vàng đỏ lộn xộn nha các bạn, nụ thì cũng khá là nhiều. Mình sẽ sắp xếp thời gian và quay cho các bạn một số video để giới thiệu các mặt hoa để các bạn cùng thưởng thức nha. Đây là 5% thuận nha các bạn. Hoa rất là to và màu hết sức là nổi bật nha các bạn. Rồi và đây là cây vàng đỏ đế vương nha các bạn. Thì mình đắp hoa thôi nên đang chỉ có một vòi hoa thôi. Còn đây là cây vàng đỏ xưa nha các bạn. Cây khá là vật và vòi rất là dài. Còn đây là cây bình vip. Tiếp theo là cây chớp lửa VDA nha các bạn, một cây khá là hot trong thị trường hiện nay. Thì trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng ra thêm một số video giới thiệu về những mặt hoa dendro chớp để giới thiệu cho các bạn yêu thích hoa lan cùng ngắm nhìn, cũng như là mình có thể tham khảo được cái mặt hoa đó trước khi sưu tầm giống nha các bạn. Cuối cùng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích hoa lan đã xem video cùng mình nha. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp đến từ các bạn để kênh ngày càng được hoàn thiện. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.